Quyền Linh đi dép tổ ong lên sóng truyền hình. Nổi tiếng là MC, hai lúa luôn nhiệt huyết, tận tâm với nghề và đặc biệt là luôn lan xả cho công việc bất kể hoàn cảnh nào. Quyền Linh tâm sự, đôi dép tổ ong như một người bạn tri kỷ luôn theo tôi mọi nẻo đường. Tiết lộ lý do thích đi dép tổ ong, Quyền Linh cho biết vì tuổi thơ của anh khá cơ cực, vất vả nên thường gắn liền với đôi dép tổ ong. Đồng thời, dép tổ ong khá thoải mái và tiện lợi nên Quyền Linh rất ưa thích. Dù cho bây giờ có thành công, Quyền Linh cũng không quên người bạn cùng gắn bó với mình trong suốt thời gian qua, giàu có, quyền lực nhưng không khó để bắt gặp hình ảnh bình dị của quyền linh ngoài đời thực với đôi dép tổ ong. Bất kể đi diễn hay đi du lịch, quyền linh cũng chỉ trung thành với đôi dép tổ ong. Thậm chí, quyền linh còn khoe trên trang cá nhân khi sở hữu hàng chục đôi dép thần thánh này. Gần đây, ở phía sau hậu trường ghi hình chương trình, ca sĩ bí ẩn không ít lần danh hài Việt Hương chọc ghẹo quyền linh khi anh liên tục mang đôi dép thần thánh này mặc dù nó đã cũ mềm xuất hiện ngay từ phút mở màn tập 8, ca sĩ bí ẩn mới phát sóng. Quyền Linh khiến nghệ sĩ trí tài và Việt Hương không khỏi ngạc nhiên khi anh diện bộ vest cực ngầu cùng đôi dép tổ ong thần thánh theo anh suốt nhiều năm liền lên sân khấu. Nghệ sĩ trí tài là người nhận thấy điều này đầu tiên, anh nhìn chằm chằm vào chân Quyền Linh và thốt lên, tôi thấy có gì đó hơi sai sai ở đây. Quyền Linh hơi ngượng nên đánh chống lảng sang chuyện khác, nhưng trí tài vẫn đem chuyện đi dép lê ra nói, đồng ý là có áo vest, có quần nhưng sao không đi giày mà lại đi dép lê lên truyền hình, lại còn sắn một bên quần không thèm thả xuống. Thấy vậy, Việt Hương giải thích giúp, anh Quyền Linh hay làm chương trình từ thiện, anh đi dép vậy để đi cho lẹ, cái đôi dép này là đôi dép truyền thống của anh Linh. Chưa dừng ở đó, Việt Hương chia sẻ có lần thấy anh Quyền Linh mang đôi dép cũ gần rách mà không chịu bỏ đi, Việt Hương livestream giới thiệu cho khán giả đôi dép rách của Quyền Linh, ngay lập tức sau khi livestream, có một người khán giả gửi đến nhà Việt Hương 10 đôi dép tổ ong để dành tặng cho Quyền Linh hành động nhỏ nhưng khiến những người nghệ sĩ như Quyền Linh và Việt Hương cảm thấy ấm lòng, thể hiện được tình cảm của khán giả dành cho mình. Một lần nữa trên sân khấu chương trình, Việt Hương không chịu nổi cảnh này đã rủ dê nghệ sĩ trí tài góp tiền tặng cho Quyền Linh đôi dép mới để tác nghiệp. Bây giờ tôi yêu cầu ban tổ chức hoặc hai đứa mình hùn vốn mua cho Quyền Linh đôi giày. Việt Hương hài hước. Trí tài nghe vậy mới nói, thế Việt Hương mua đi rồi tôi đem tặng Quyền Linh, chứ tôi mà mua thì mệt lắm, ảnh hưởng nhiều lắm. Lúc này, Quyền Linh mới thanh minh. Tại hồi nãy vào chương trình gấp quá nên tôi quên, quần còn chưa kịp sẵn lên, để tôi bỏ xuống. Khi Việt Hương hỏi Quyền Linh đi giày cỡ mấy, nam MC tiết lộ số 44. Trước đó, Quyền Linh khiến nhiều đồng nghiệp, khán giả, sốc khi có ý định làm hết năm rồi giải nghệ. Trong buổi livestream giao lưu cùng người hâm mộ mới đây, Quyền Linh chia sẻ về những thị phi, lùm xùm xung quanh sự nghiệp của anh, đặc biệt là những ý kiến nói anh tham tiền, tham danh vọng, tự tham rồi tự than. Nhiều người bảo tôi ham tiền ham danh, ham vọng. Thật sự bây giờ tôi chẳng ham gì nữa vì đời biết ngày mai ra sao. Đến tuổi tôi, giờ cũng không cần danh nữa. Nói không cần tiền cũng không đúng. Nhưng bây giờ tôi cũng đã đủ rồi. Tôi có cuộc sống hạnh phúc, không cần phải bon chen. Hiện tôi làm vì xã hội là nhiều. Tôi chỉ tiếc việc xã hội nên đi rất nhiều. MC Quyền Linh bộc bạch. Theo Quyền Linh, lịch trình làm việc liên tục khiến bản thân mệt mỏi. Lại gặp những thị phi không đáng có khiến anh thêm chán nản, bị áp lực có ý muốn tạm dừng các hoạt động showbiz để nghỉ ngơi. Có lẽ hết năm nay tôi sẽ nghỉ hết. Tôi chán và mệt mỏi quá rồi, càng làm càng bị trách nhiều quá. Đôi khi tôi ngẫm nghĩ, ủa, mình làm để làm gì mà cứ bị trách hoài, và rồi cũng đến lúc phải dừng lại. Trong showbiz, tôi có thể chơi với bất kỳ ai, tôi chỉ biết đi quay, làm chương trình rồi đi về, vui vẻ với tất cả mọi người. Tôi chẳng gồng mình, sống đúng với bản thân, vẫn mang dép, quần sọc, áo thun chạy xe máy cả tàng đi làm nhưng vẫn có nhiều người không thích. Nam MC vượt lên chính mình bộc bạch. Trước chia sẻ của Quyền Linh, nhiều nghệ sĩ như diễn viên Quyền Lộc, em trai Quyền Linh, nghệ sĩ nhân dân Kim Cương, nghệ sĩ ưu tú Lân Bích, nghệ sĩ ưu tú Hạnh Thúy, nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi, danh hài hữu nghĩa, cũng lên tiếng chia sẻ, động viên đồng nghiệp tiếp tục với nghề. Hà Thành